thận, cái chỗ nào có M là nhớ cẩn thận. Rồi, cho hàm trùng phương M thuộc vào số nguyên nha. Số nguyên là 0, 1, 2, 3, 4, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4 á. Để có 3 điểm cực, cực trị, 2 cực tiểu, 1 cực đại. Cái chỗ này từ từ giải quyết sau. Thứ nhất, làm sao phải có 3 điểm cực trị trước. Thì y chang đi, tập xác định bỏ nha. D bằng R. Y phải đi ra 4M x mũ 3 cộng 2M bình trừ 6 x chốt. Được chưa? Rồi bắt đầu lập luận nè. Để hàm số gì? Hàm số có 3 cực cực trị khi và chỉ khi y phải bằng 0 có mấy nghiệm? Có 3 nghiệm như thế nào? Phân biệt chốt không? Chốt lý thuyết chưa? Tương đương cho này. Viết lại lần nữa đi cho thấy, để mất công không thấy. Đó. Rồi có chung gì lấy ra? Chung 2 này thấy không? Chung x này thấy không? Mang ra còn lại 2m x bình cộng m bình trừ 6, chốt chưa? Sau đó dạng nhân nè, tương đương 2x bằng 0 thì lại cho x bằng 0 luôn cho lẹ. Và này bằng 0 nè. Làm riết quen rồi không? Thấy quen chưa? Rồi tiếp tục nè, chuyển vế đổi dấu đi, tương đương x bằng 0 nè. Vậy là 2m x bình bằng, chuyển qua là 6 trừ m bình, chốt luôn chưa? Cẩn thận, ở đây dính cái chữ m, muốn chuyển qua thì phải biết nó phải khác, khác không nha. Tại nó nằm ở dưới mẫu. Kịp không? Nó nằm dưới mẫu nha. Thì mình nói rồi, hồi nãy mấy nghiệm? 3 nghiệm phân biệt đúng không? Thì cái a này phải khác. Khác không, nhớ kèm theo cái chữ a khác, là a của mình là chính là m khác không rồi. Tương đương, chuyển vế đổi dấu đi. Vậy là x bình bằng 6 trừ m bình chia 2m, hiểu. Muốn 3 nghiệm đúng không? Hồi nay mấy nghiệm rồi? Một nghiệm nè. Ở không? Vậy này phải mấy nghiệm? Hai nghiệm nè. Thì mình có x bình lớn hơn bằng, bằng không. Vậy hàng này tương ứng muốn có nghiệm thì này phải lớn hơn bằng, bằng không. Có bằng được không? Không, nếu bằng không thì nó phải trùng nghiệm ở trên. Vậy này chỉ có lớn hơn không. Vậy tương đương 6 trừ m bình chia cho 2m lớn hơn 0. Quen rồi chưa? Quen chưa đã? Quen rồi đúng không? Mới có ba gì thôi. Ở đây mới khẳng định được có 3 cực cực trị thôi đúng không? Mà người ta đòi hỏi gì? Có mấy cực cực tiểu? 2 cực tiểu, mấy cực đại? Thì mình không biết, mình vẽ cái trục ra cho thấy nè. 3 nghiệm là x1, x2, x3. Đúng chưa? Rồi, muốn có mấy cực cực gì? Mấy cực tiểu thì mình giả sử mình không biết đi. Thì đây là dấu gì? Dấu cộng, trừ, đúng không? Quan niệm đổi dấu. Vậy thằng này đi lên, này đi xuống, này đi lên, này đi xuống. Đây là cực gì? Cực đại, đây cực tiểu, đây cực cực đại. Có thỏa mãn đề bài không? Không, người ta cần gì? Hai cực tiểu, vậy mình ngược lại vẽ chụp lại. X1, x2, x3. Vậy này phải là dấu trừ cộng, vẽ thử. Xuống, lên, xuống, lên. Cực, cực tiểu, cực đại, cực tiểu. Đúng hai cực tiểu chưa? Một cực đại chưa? Vậy, nghe, nói lại lần nữa. Y phải bằng 0 phương trình bậc 3, có 3 nghiệm phân biệt. Trong gì? Trong trái. Vậy, thằng này dấu gì? Vậy thằng A của mình phải là dấu gì? Đúng chưa? Vậy A của mình đâu? Đây, A của mình đây. Kẹp. Vậy là mình thêm cái nữa. Đó là mình viết lại tương đương 6 trừ M bình chia cho 2M lớn hơn 0 và M mình lớn hơn 0. Kẹp chưa? M lớn hơn 0 chưa? 2M như thế nào? Lớn hơn 0 nhân qua kia chịu đổi không? Không, tương đương. Có kịp không? Không kịp, nói chậm nha. Cái gì nhân không cũng bằng không, chốt chưa? Em đọc đây, bấm được máy tính chưa? Bấm. M thuộc đâu? M lớn mấy? Lớn hơn căn 6 đúng không? Lớn hơn trừ căn 6, nhỏ hơn căn 6 đúng không? Rồi bắt đầu vẽ trục ra, để đánh số 1 nè, đánh số 2 nè, vẽ trục nè,
Trừ căn 6 nè. Ủa? Căn 6 nè. Khoan nha. Không gì? Nó ra vậy. Không. Nhỏ hơn ít, nhỏ hơn 6. Tóm lại đi chị. Rồi. Lớn. M lớn hơn trừ 6. Lớn hơn trừ 6 lấy. Bỏ. Tiếp M nhỏ hơn căn 6. Xin lỗi hồi nãy nói trừ căn 6 nha. M nhỏ hơn căn 6 lấy. Ổn số 1 chưa? Đến số 2 nè. Không nằm đâu đây đúng không? Đọc lên. X M lớn hơn. Lớn hơn 0 lấy, lớn không lấy bên. Bên phải bỏ bên trái. Kẻ trục đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Ký hiệu này ký hiệu gì? Và là dao. Dao là phải nghe kỹ nè. Hai thằng không gặt mới lấy. Hai thằng không gặt mới lấy nha. Là đánh số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 1 lấy không? Không, bởi vì hai thằng bị gặt dột. Tiếp số 2 lấy không? Không, bởi vì có một thằng bị gặt. Số 3 lấy. Số 4 không dột. Vậy lấy từ đâu? Ghi cái chữ M vô. Nhỏ nhỏ. Vậy tương đương M lớn hơn nhỏ hơn số đây nè. Không, nhỏ hơn căn 6. Chọn đáp án. Có không? Cho lợi căn 6 ra nhiêu. Tương đương M lớn hơn 0. M lớn hơn 0 bao nhiêu? 2 phẩy mấy? 2,4. Rồi M thuộc vào số gì? Số nguyên. Thì suy ra M bằng mấy? M thuộc vào những số nào? Lớn hơn 0 đi. Chọn đại cộng thêm 1. 1 lấy không? Lấy. Tiếp 2 lấy không? Tiếp 3 được không? Ờ không được thì thôi. Rồi nhỏ hơn 2 phất 4. Vậy là 1, 2 mấy nghiệm? Mấy số? Chọn 2 xong.